Kính bạch Thầy, bố thí cho con hỏi. Con tụng kinh Địa Tạng đã được gần 2 năm, nhưng trong gia đình con vẫn cứ xảy ra nhiều chuyện lục đục. Tâm con không được an. Kính mong Thầy khai thị cho con. Con xin tri ân Thầy ạ. Có một thử Phật tử nói rằng đã tụng kinh Địa Tạng 2 năm, nhưng mà trong gia đình vẫn lục đục và tâm không an. Nay xin lời khai thị. Chúng ta biết rằng không phải là cứ tụng kinh Địa Tạng đấy một ngày hai ngày hay là một tuần hai tuần hay một năm hai năm mà ai cũng trả hết cái nghiệp của mình cả. Có những người cái nghiệp cái đã gieo trồng gây tạo từ vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, chứ không phải vô lượng vô biên kiếp nữa, phải vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, tức là chỉ a tăng kỳ kiếp tức là chỉ cho đại kiếp rất nhiều. Chúng ta xem cái tội chướng đã gây tạo từ vô thủy kiếp như vậy, nay mà tụng kinh Địa Tạng một thời gian ngắn mà bảo nghiệp chướng nó hết sạch luôn được, cầu được ước thấy luôn được, thì cái điều này thì thật là khó. Giống như mà tôi lấy một cái ví dụ. Chúng ta cải tạo một cái khu đất toàn là đá sỏi khô cằn để trồng cây ăn quả hoặc là trồng các thứ lương thực lên đó. Cũng với một người khác có mảnh đất, họ bằng phẳng ở miếng đất phì nhiêu, màu mỡ tươi tốt. Họ chỉ ra là họ gì? Cỏ nó mọc đầy đấy, họ chỉ ra họ phát cỏ đi, họ làm sạch cỏ đi, họ cuốc lên và họ trồng các thứ lương thực hoặc các thứ cây ăn quả vào đó. Chỉ một thời gian ngắn sau, họ sẽ cho thu hoạch. Nhưng chúng ta cải tạo từ một cái mảnh đất cằn khô sỏi đá, thậm chí chúng ta phải còn phải hàng ngày còn phải chăm lo tưới nước bón phân đổ đất mùn vân vân vào đó nữa, phải tốn rất nhiều công sức. Thì các loại cây trồng, các loại lương thực chúng ta trồng lên đó cũng chưa thể tốt ngay được, không thể nhanh thu hoạch mà cũng không thể tốt như cái người mà có cái mảnh đất phì nhiêu màu mỡ kia vậy. Tương tự như vậy, cái người mà cái phúc báo của họ nó nhiều, cái tội chướng của họ nó ít. Họ vừa nghe giảng kinh Địa Tạng hoặc nghe giảng Phật pháp họ hiểu và tin theo, rồi hành trì và họ được lợi ích, được an lạc, được tiêu trừ nghiệp chướng và được phúc báo hiện tiền ngay ngay trong một vài ngày, thậm chí có khi ngay trong một ngày hai ngày, chứ không nói là xa, chứ không nói đến cả năm hay vài năm, chỉ một thời gian ngắn thôi họ cảm nhận được cái sự gia trì của Tam Bảo, gia trì của Phật, của Bồ Tát, và tâm họ được an khi họ học Phật, gia đình họ được an khi khi họ trì đọc tụng bộ kinh này. Cái người đó thì ví cho người gì? Có cái thửa ruộng, có cái mảnh đất màu mỡ tốt tươi kia. Còn chúng ta sở dĩ mà thọ trì đọc tụng năm hai ba năm rồi mà nghiệp nó vẫn chưa tiêu là bao, gia đình vẫn không được an vui hạnh phúc như mong muốn, bản thân của chúng ta thì thậm chí còn bệnh tật, còn phiền não vân vân. Nhưng chúng ta đừng có buồn. Đừng buồn vì sao? Vì dù miếng đất đó có cằn khô đến mức độ nào, mảnh đất đó có cằn khô, có sỏi đá đến mức độ nào, nhưng chúng ta gì phải thấy hạnh phúc hơn bên cạnh chúng ta, phía trước chúng ta, phía sau chúng ta, phía trên chúng ta, phía dưới chúng ta còn có rất nhiều người một mảnh đất cằn khô còn gì? Còn không có. Mảnh đất cằn khô còn không có thì họ cải tạo vào đâu, lấy chỗ nào để cải tạo? Cho nên chúng ta thấy là mình còn hạnh phúc,
Mặc dù cái thửa ruộng, mảnh đất của mình cằn khô, không có màu mỡ, mình phải gian lao vất vả như vậy, nhưng mình vẫn gì? Vẫn biết rằng mình vẫn còn hạnh phúc, vẫn còn có một gì? Một mảnh đất để cắm rùi. Các cụ ngày xưa nói gì? Có người mảnh đất cắm rùi còn không có. Đây là chỉ cho hạng người gì? Hạng người bất tín tam bảo, không tin nhân quả, không tin tội phúc. Cho nên á, họ sinh ra được thân người, chết đi mất thân người, họ đọa trong ba đường ác, khổ đau vô cùng. Thậm chí kiếp này họ làm người được thân người đó, nhưng mà chân tay mặt mũi, thân thể gì không được lành lặn, ốm đau què quặt, họ còn khổ đau hơn mình nhiều. Các quý vị cứ ra thấy mình đau khổ ư, hay đến đến bệnh viện. Đến bệnh viện càng lớn, các quý vị phải thấy những bệnh nhân họ đau khổ hơn mình rất là nhiều. Hay đến những trại trẻ mồ côi, những nơi, những trại dưỡng lão, hay là những cái trại phong, những bệnh viện tâm thần. Các quý vị thấy chúng ta may mắn hơn họ rất nhiều. Còn tụng kinh Địa Tạng không phải là giải quyết được tất cả các công việc ở gia đình của chúng ta. Ví dụ như vợ chồng lục đục, không phải cái gì cũng do tâm linh. Có thể do gì? Do chính con người với con người sống với nhau không hòa thuận. Chồng không hiểu vợ, vợ không hiểu chồng. Các cụ ngày xưa nói gì? San sát như bát úp. Cái bát, các cụ ngày xưa nói cái bát úp ở trong cái chạn bát với nhau, nó tự nhiên gì? Nó còn vỡ. Chứ đừng nói giữa con người với nhau. Cho nên cái này thì nghệ thuật sống ở trên đời giữa vợ với chồng, hoặc là người thân với nhau trong một gia đình. Mình học Phật Pháp rồi thì mình phải biết gì? Khi mà thấy chồng mà nóng tính thì mình phải lụi đi, mình phải an nhẫn đi, mình phải hoan hỷ đi, vui vẻ đi. Đến khi nào mà chồng vui vẻ thì có thể mình mới nói, hoặc là vợ vui vẻ thì chồng mới nói, hoặc là con cái vui vẻ thì bố mẹ gì mới nói, hoặc là dạy con cái mà thấy gì nó khùng lên một cái thì mình phải dừng lại. Đó. Vân vân, đây là nghệ thuật sống ở trên cuộc đời này để cho gia đình gì bớt đi cái sự lục đục, bớt đi cái sự cơm không lành, canh không ngọt trong một gì một gia đình. Đó. Cho nên ạ, ở đây Phật tử nói nhiều chuyện lục đục xảy ra thì thầy không biết là chuyện gì. Nhưng mà thầy chắc chắn rằng nếu mà mình nhất tâm tụng kinh Địa Tạng thì vấn đề tâm linh nó cũng sẽ tiêu đi, tiêu dần đi. Chúng ta nghĩ xem, nếu chúng ta không may không gặp Phật Pháp, không gặp bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, và một năm nay Phật tử không đọc tụng nó, thì gia đình nhà mình bây giờ nó như thế nào? Giống như vậy, mình có thửa ruộng, mặc dù nó sỏi đã cằn khô, nhưng mình không cải tạo nó, thì mình có gì để bỏ vào nồi không? Chắc chắn là không. Mình phải cải tạo nó. Dù tốt dù xấu, chúng ta chăm chỉ cải tạo nó, từ một miếng đất xấu có thể trở thành một miếng đất tốt. Năm nay nó chưa có màu mỡ, chúng ta chịu khó bón phân, đổ đất mùn vào đó, sang năm màu mỡ nó sẽ khá hơn. Sang năm chưa đủ, chúng ta lại đổ tiếp. Chắc chắn rằng bằng cái sự nỗ lực ấy, chuyên cần ấy, chăm chỉ ấy, dùng cái tâm bất thoái, như nhà Phật nói, dùng cái tâm bất thoái mà làm việc, dùng cái tâm bất thoái ấy mà tụng kinh Địa Tạng, dùng cái tâm bất thoái ấy để học Phật Pháp. Chắc chắn rằng mảnh ruộng cho dù có cằn khô đến đâu, sỏi đá đến đâu, cũng sẽ trở thành một miếng đất, mảnh đất phì nhiêu trong tương lai. Đó. Còn cái tâm không an do mình, Phật không thay mình để khiến cho tâm mình an được. Bồ Tát cũng gì cũng không thể thay mình làm cho tâm mình an được. Phật, Bồ Tát, những gì cần nói để cho chúng sinh được an tâm, Ngài đã nói hết ở trong Tam Tạng Thánh Điển. Phật, Bồ Tát thì hiện ra đời cũng chỉ nói như vậy thôi.
Điều quan trọng chúng ta có tin và có thực sự y giáo phụng hành để làm theo hay không, hay là chúng ta chỉ học Phật trên hình thức chúng ta tụng kinh Địa Tạng hàng ngày. Hàng ngày chúng ta vẫn tụng kinh Địa Tạng, thậm chí có người khoe với thầy một ngày có tụng hết một bộ kinh. Có người khoe với thầy một ngày có tụng hết ba bộ kinh Địa Tạng, tức là cả 9 quyển. Sáng tụng một thời quyển thượng, quyển trung, quyển hạ, làm lèo 2 tiếng đồng hồ hết sạch luôn. Chiều tụng một thời cũng một lèo 2 tiếng hết quyển thượng, quyển trung, quyển hạ luôn. Tối làm một lèo nữa, 2 tiếng đồng hồ hết quyển thượng, quyển trung, quyển hạ. Như vậy một ngày Phật tử tụng 3 bộ kinh Địa Tạng. Mà tụng suốt mấy tháng trời như vậy. Và Phật tử lên nói với thầy rằng á, con tụng như vậy nhưng mà con thấy nghiệp của con chẳng tiêu được là bao. Có tiêu nhưng mà không tiêu được là bao cả. Như vậy thì mình phải xem mình tụng kinh để làm cái gì. Tụng kinh để cố một ngày phải cố lấy gì? Lấy 3 quyển kinh, tức là 3 bộ kinh, tức là 9 quyển. Thượng trung hạ là một bộ. Vậy một ngày tụng gì? Tụng 3 bộ là 9 quyển kinh. Nhưng tại sao mà bảo tụng mấy tháng như vậy mà không chuyển được nghiệp là bao? Nhưng có Phật tử lại lên nói với thầy gì? Con vừa nghe thầy giảng, vừa tụng kinh chưa đầy một tháng, con thấy gia đình nhà con, mọi việc gia đình nhà con rất là hanh thông, tâm con rất là hoan hỷ, niềm tin với Phật Pháp của con thì chắc chắn từ bây giờ trở đi không bao giờ bị lay chuyển. Đó, chúng ta thấy không? Họ chỉ nghe giảng mà chưa bao giờ được đến chùa Khai Nguyên, chưa bao giờ được gì, được tận mắt gặp thầy, chỉ nghe giảng qua băng đĩa giảng trực tuyến, vì họ ở tận ở trong cái tỉnh gì gần ở cuối đất nước, ở mạn này, Cà Mau, tận trong mũi Cà Mau. Hôm rồi Phật tử nhắn tin qua điện thoại cho thầy như vậy. Đó. Như vậy là không phải là tụng nhiều hay là tụng ít, mà điều quan trọng cái niềm tin và hoặc cái dụng tâm. Đồng thời cũng là gì? Cái nghiệp chướng của gì? Của mỗi người có khác nhau. Đấy, nghiệp chướng mỗi người có khác nhau. Cho nên chúng ta thấy ai cha mẹ đều cha mẹ sinh chúng ta ra, đều tinh cha huyết mẹ cấu thành. Nhưng tại sao có người gì? Có người đen, có người trắng, có người thấp, có người cao, có người mắt lé, có người gì? Có người lùn, có người thông minh và có người gì? Đần độn. Nghiệp, nghiệp cái của mỗi người. Nghiệp cái ở đây, chứ cái ở đây có nghĩa là, có nghĩa là cái gốc của nó. Cái gốc, cái bản nghiệp của mình tạo từ vô thủy kiếp, nó nhiều thì bây giờ chúng ta phải gì? Phải trả. Bây giờ chúng ta phải hoan hỷ trả đi. Nhất tâm để mà trả thì rồi nó gì? Nó sẽ hết. Cho nên Phật tử này, thầy khuyên là gì? Đừng có thoái tâm. Một năm chúng ta gì? Chưa tiêu được thì 2 năm. 2 năm chưa tiêu được thì 3 năm. Thậm chí là đời này chưa tiêu được thì đời sau chúng ta vẫn nguyện học Phật, vẫn nguyện tu Phật và vẫn nguyện gì? Nguyện tụng bộ kinh này để tiêu trừ bao giờ hết sạch sành sanh thì mới thôi. Hết sạch nghiệp rồi thì chúng ta lại phát nguyện lên bậc nữa. Đó là vì chúng sinh mà hành trì, thọ trì, đọc tụng bộ kinh này, giảng thuyết bộ kinh này, truyền bá bộ kinh này để rộng độ chúng sinh. Đã học Phật như thế thì 10 phương chư Phật sẽ không bỏ rơi chúng ta. 10 phương Bồ Tát sẽ luôn hộ trì chúng ta. Thiên Long Bát Bộ hộ Pháp gì? Thường ở bên cạnh chúng ta. Đó, cho nên còn cái chuyện mà nếu mà Phật tử này vì lục đục do chồng thăng mà vợ không lui, tức là khi mà chồng nóng tính, chồng nóng nảy trời, hoặc là người thân mình nóng nảy mà mình không lui đi, do cái tính gì cũng nóng nảy của mình, hai bên cùng nóng một lúc, chúng ta biết lửa với lửa hòa quyện vào nhau, hai đốm lửa nhỏ quyện vào nhau thế thành một đốm lửa vừa, 3-4 đốm lửa nhỏ hòa quyện vào nhau thế thành một đốm lửa to. Nếu chồng chúng ta thì, hoặc người thân chúng ta mà nóng nảy lên chúng ta thì lấy nước. Nước gì? Nước từ bi, nước cam lộ của Phật, của Bồ Tát. Nước từ bi mà mình học được ở trong gì? Trong kinh, trong sách, trong lời dạy của Phật, của Tổ và của gì? Của các quý thầy. Lấy cái nước từ bi đó để dập tắt nó đi.
thì chắc chắn rằng gia đình chúng ta dần dần sẽ được an vui. Tâm của mình, nếu dụng tâm cho đúng, đừng có mong cầu thái quá. Đừng có nghĩ rằng tụng kinh để mong cầu cho gì, cho nhanh được làm giàu, làm ăn buôn bán gặp nhiều may mắn. Chúng ta đừng có mong cầu thái quá những việc đó. Chúng ta dùng cái tâm gì? Chân thành, ắt nó sẽ đến. Không mong nó cũng sẽ đến. Đó, cho nên với câu hỏi đầu tiên thì thầy xin trả lời như vậy. Có mong Phật tử rằng này, hãy nhớ và hãy ghi nhớ để cải tạo làm sao cho cái thửa ruộng cằn khô của mình ngày nó được màu mỡ và tốt tươi thêm lên.